Bài học của chúng ta có đề tài là Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết. Phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta là Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 23 cho đến câu 33. Chúng ta cũng có thể tham khảo thêm Mác chương 12 từ câu 18 đến câu 27 và Luca chương 20 từ câu 27 đến câu 40. Bây giờ chúng ta mở phần Kinh Thánh nền tảng ra và cùng đọc với nhau. Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 23 đến câu 33. Cùng ngày đó, những người Sa-đu-xê là nhóm người cho rằng không có sự sống lại đến với Ngài và hỏi: "Thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu một người chết mà không có con, thì người em phải lấy vợ quá của anh để có con nối dõi cho anh mình. Bây giờ trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh cả lấy vợ, rồi chết. Nhưng vì không có con, nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ bảy cũng vậy. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 người? Vì tất cả đều đã lấy nàng." Đức Chúa Giê-xu đáp: "Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống." Khi dân chúng nghe lời này, họ rất kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta thấy rằng ở trong phần Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu lại phải đối diện với sự tấn công của một nhóm người khác. Và nhóm người lần này là nhóm người Sa-đu-xê. Trong những cái bài học trước đây, chúng ta thấy rằng nhiều lần Chúa đã đối diện với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, đối diện với các thầy tế lễ cả, với các trưởng lão trong dân chúng. Rồi trong bài học mới vừa rồi thì chúng ta thấy rằng Chúa đối diện với cả phe Herod hay là đảng Herod. Còn lần này, Ngài tiếp tục đối diện với một cái phe đảng mới. Và đây là cái nhóm người được gọi là Sa-đu-xê. Và Kinh Thánh nói rằng đây là nhóm người cho rằng không có sự sống lại. Tôi thiết nghĩ rằng mình nên giới thiệu một cách rất là sơ lược, rất là cơ bản về người Sa-đu-xê cho anh chị em và quý vị. Người Sa-đu-xê là nhóm người phản đối người Pha-ri-si. Họ cũng là nhóm người có học thức, có địa vị và giàu có ở trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Lý do tại sao mà người Sa-đu-xê lại phản đối người Pha-ri-si? Bởi vì người Pha-ri-si thì tin nơi sự sống lại, tin là có các thiên sứ. Nhưng mà người Sa-đu-xê đó thì họ chỉ thừa nhận ngũ kinh của Môi-se, tức là năm sách: Sáng Thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký hay là Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Họ chỉ thừa nhận ngũ kinh của Môi-se, chỉ tin vào các sách đó thôi. Họ không tin rằng có thế giới thần linh hoặc sự sống lại. Đó là lý do vì sao mà họ phản đối người Pha-ri-si. Bởi vì người Pha-ri-si không chỉ tin vào ngũ kinh, và người Pha-ri-si cũng tin rằng có các thiên sứ, có thế giới thần linh, có sự sống lại. Nhưng mà người Sa-đu-xê thì không.
Và những người Sa-đu-xê này, họ thường hay thách thức người Pha-ri-si dùng ngũ kinh để chứng minh về sự sống lại. Nhưng mà những người Pha-ri-si không thể chứng minh được. Chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong Công vụ chương 23, từ câu 6 đến câu 8. Phao-lô biết có một số trong vòng họ là người Sa-đu-xê, một số khác là người Pha-ri-si, nên nói lớn trước hội đồng công luận: "Thưa các anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Chính vì niềm hy vọng về sự sống lại từ cõi chết mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói xong, người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê bắt đầu tranh luận với nhau và hội đồng bị chia rẽ. Vì người Sa-đu-xê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ hay thần linh gì cả, còn người Pha-ri-si thì lại thừa nhận tất cả. Anh chị em thấy không? Ở đây chúng ta thấy rằng những người Sa-đu-xê này, họ đến gặp Chúa Giê-xu và họ đang tìm cách để bắt bí Chúa Giê-xu. Họ đang tìm cách để làm cho Chúa Giê-xu bị mất mặt. Họ đến và nói như thế này: "Thưa Thầy, Môi-se có nói, nếu một người chết mà không có con, thì người em phải lấy vợ quá của anh để có con nối dõi cho anh mình. Bây giờ trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh cả lấy vợ rồi chết, nhưng vì không có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba, cho đến thứ 7 cũng vậy. Cuối cùng, người đàn bà cũng chết. Như vậy, lúc sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 người, vì tất cả đều đã lấy nàng?" Anh chị em để ý nha, họ không tin rằng có sự sống lại. Nhưng ở đây họ lại đưa ra một cái câu hỏi móc họng và có liên quan đến sự sống lại. Có phải chăng là họ đã được thuyết phục để tin vào sự sống lại? Tôi xin thưa với anh chị em, không phải. Họ không hề tin vào sự sống lại. Và họ đang cố đưa ra một cái câu hỏi mà theo họ đây là câu hỏi khó, câu hỏi hóc búa, để rồi họ mong nhìn thấy rằng Chúa Giê-xu sẽ cứng họng, không có cách gì trả lời được. Và họ sẽ hả hê, họ sẽ cười nhạo về cái niềm tin vào sự sống lại. Anh chị em thấy là toàn là những cái loại người chẳng lấy gì làm tốt đẹp, tối ngày cứ bám theo Chúa Giê-xu và tìm cách quấy rầy Ngài hoài. Chúa Giê-xu của chúng ta đã chiến thắng hết lần này tới lần khác. Và dĩ nhiên, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng cực kỳ khôn ngoan, thông sáng. Đối với dân Israel, thì cái việc thừa kế trong gia đình, ở trong gia tộc, và cái việc có con trai nối dõi là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta cùng nhau xem ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 25, từ câu 5 đến câu 10. "Khi anh em sống chung với nhau trên sản nghiệp của gia đình, nếu một người chết mà không có con trai, thì vợ của người chết không được kết hôn với người ngoài gia đình. Một anh em chồng phải đến với nàng, lấy nàng làm vợ để làm tròn bổn phận của anh em chồng đối với nàng. Con trai đầu lòng mà nàng sinh ra sẽ mang tên người anh em đã chết, để tên của người ấy không bị xóa khỏi Israel. Nếu người đàn ông đó không thích lấy chị hay em dâu mình, thì nàng phải đến cổng thành gặp và thưa với các trưởng lão rằng: người anh em chồng tôi không chịu lưu truyền tên tuổi của anh em mình trong Israel, không muốn làm tròn bổn phận của một anh em chồng đối với tôi. Các trưởng lão của thành sẽ gọi người đàn ông đó đến để nói chuyện. Nếu người đó cứ khăng khăng nói rằng: tôi không thích cưới cô ấy, thì người chị hay em dâu sẽ đến gần người đó, lột dép khỏi chân người đó và nhổ vào mặt anh ta trước mặt các trưởng lão, rồi nói: kẻ nào không chịu gây dựng dòng họ cho anh em mình sẽ phải chịu như thế đó. Trong Israel, người ta sẽ gọi nhà người ấy là nhà của kẻ bị lột dép." Thì chúng ta thấy, đây chính là một cái luật lệ của dân Do Thái. Khi mà ở trong một cái gia đình nọ có một cái người anh chẳng hạn
lấy một cái người phụ nữ chưa có con để nối dõi. Và vì lý do nào đó, người nam đó bị chết đi. Và nếu người nam đó có anh hoặc là có em, tức là anh em trai đó, thì theo cái luật này á, thì những người anh em đó lần lượt từng người một phải lấy cái người phụ nữ này. Có nghĩa là nếu như mà cái người tiếp theo lấy bị chết, thì người nữ này lại tiếp tục để sống cuộc sống hôn nhân với cái người anh em tiếp theo nữa, cho tới khi nào mà có con nối dõi. Và đứa con nối dõi đó, đứa con đầu lòng đó, nó thuộc về cái người chồng đầu tiên của người phụ nữ này mà đã bị chết đó. Đây là một cái luật lệ của người Do Thái. Và nó cho chúng ta thấy rằng cái như người Do Thái họ rất là quan trọng cái việc thừa kế trong gia đình gia tộc, và rất là quan trọng việc có con nối dõi. Người phụ nữ đó không thể đi ra ngoài và lấy một cái người thuộc một cái dòng tộc khác được, mà phải lấy những người anh em còn sống ở trong cái gia đình đó. Và chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh thì có một số cái câu chuyện có liên quan. Một trong những cái câu chuyện liên quan và đầy kịch tính đó, đó là cái câu chuyện được ghi lại ở trong Sáng Thế Ký chương 38 từ câu 6 đến câu 26. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến những cái điều chính yếu mà chúng ta cần phải học hỏi ở trong buổi tối hôm nay. Điều thứ nhất mà tôi muốn cùng học hỏi với anh chị em, đó chính là chúng ta không thể chỉ tin một phần nào đó trong Kinh Thánh hoặc là phần lớn Kinh Thánh, mà phải tin cả Kinh Thánh. Chúng ta không thể nào giống như người Sa-đu-xê được. Người Sa-đu-xê chỉ tin vào Ngũ Kinh của Mô-xe, còn những phần khác của Kinh Thánh thì họ bác bỏ hết, họ không thừa nhận, họ không tin. Và căn cứ vào cái niềm tin mà họ đặt nơi Ngũ Kinh, họ cho rằng không có thế giới thần linh nào cả, không có các thiên sứ gì cả, và không có sự sống lại. Và từ cái thái độ sai trật của những người Sa-đu-xê này đem đến cho chúng ta một sự nhắc nhở, đó là chúng ta không thể chỉ tin một phần nào đó ở trong Kinh Thánh hoặc là phần lớn Kinh Thánh, mà phải tin cả Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng nhau mở ra thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, hay là được Đức Chúa Trời soi dẫn, và nó có ích cho cuộc đời của những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Không phải chỉ phần này hay phần kia của Kinh Thánh, không chỉ là Ngũ Kinh, không chỉ là Sáng Thế Ký, Xuất Ê Díp Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Luật Lệ Ký, mà chúng ta còn những cái sách còn lại ở trong bộ Kinh Thánh nữa. Hiện giờ bộ Kinh Thánh của chúng ta có tổng cộng là 66 sách. 66 sách. Và cả 66 sách đó đều đến từ sự cảm thúc của Đức Chúa Trời. Chúa đã soi sáng cho những con người thuộc các thế đại khác nhau, để rồi họ viết ra các sách đó. Và cả 66 sách đó hợp lại thành một bộ Kinh Thánh hoàn chỉnh, bao gồm Cựu Ước và Tân Ước. Và điều kỳ diệu là cả 66 sách tuy rằng được viết bởi những con người khác nhau, những tầng lớp khác nhau, ở trong những thế đại khác nhau, nhưng mà không hề có một sự mâu thuẫn nào dù là rất nhỏ. Hoàn toàn ăn khớp, hoàn toàn bổ trợ cho nhau. Và mỗi một sách như vậy là một mảnh ghép ở trong một cái bức tranh lắp ghép.
Nếu chúng ta muốn nhìn thấy một bức tranh hoàn chỉnh thì cần phải lắp ghép tất cả những mảnh ghép ấy lại. Bằng không thì bức tranh sẽ không hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta không thể chỉ tin một phần nào đó trong Kinh Thánh hoặc phần lớn Kinh Thánh, mà chúng ta phải tin cả Kinh Thánh. Bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa, cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc. Người Sa-đu-xê thật là sai lầm. Và thưa anh chị em, ngày hôm nay, ở trong cuộc sống thực tế của chúng ta, cũng có rất là nhiều người sai lầm tương tự. Tôi đã gặp rất là nhiều người mà họ nói rằng tôi chỉ tin phần này thôi, tôi chỉ tin phần kia thôi. Có những lần mà tôi gặp những người mà họ cho là họ nghiên cứu Kinh Thánh rất là kỹ, và họ nói với chúng tôi rằng họ không tin cái câu Kinh Thánh Mác chương 16, câu 17, câu 18. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Họ nói rằng ở trong một số bản cũ không có mấy câu đó, cho nên họ không tin. Tôi nói với những con người có những cái quan điểm như thế một cách rất là thẳng thắn như thế này: nếu như những cái câu đó không phải là Kinh Thánh thì tại sao quý vị lại để nó ở trong cái bộ Kinh Thánh này? Nếu nó không phải là Kinh Thánh, nó không phải là lời Đức Chúa Trời, thì nó cần phải bị loại bỏ ra. Loại bỏ một cách thẳng thừng, không cần phải vì nể gì cả. Bởi vì trong cái quyển Kinh Thánh này, chỉ có lời Đức Chúa Trời thôi. Chỉ có lời Đức Chúa Trời mới được phép ở trong quyển Kinh Thánh này thôi. Còn tất cả những cái lời của con người phải bị loại bỏ. Không ai có quyền được thêm, được bớt ở trong quyển Kinh Thánh. Chúa có một sự cảnh cáo rất là nghiêm khắc về điều này. Ngày hôm nay, có rất là nhiều người sai lầm giống như những người Sa-đu-xê thuở xưa. Có nhiều người, họ tin nơi uy quyền của Chúa, nhưng lại không tin nơi uy quyền của Cơ Đốc nhân. Rất là nhiều người, họ nói, ồ, Chúa có uy quyền rất là lớn lao vĩ đại. Nhưng họ lại không tin rằng Cơ Đốc nhân có uy quyền, mặc dù Kinh Thánh đã chép rất là rõ. Mác chương 16, câu 17, 18 hồi nãy tôi mới vừa đọc cho anh chị em, là cái câu Kinh Thánh cho chúng ta biết về uy quyền của Cơ Đốc nhân. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đó là uy quyền của những người tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa của chúng ta thì đương nhiên đầy uy quyền rồi. Nhưng có một điều tuyệt vời mà Kinh Thánh cho chúng ta biết, đó là chúng ta, những con cái của Ngài, cũng có uy quyền. Và uy quyền đó là uy quyền được Chúa trao cho chúng ta. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ: hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã được trao cho ta. Có nghĩa là tất cả thẩm quyền, tất cả quyền năng ở trên trời và dưới đất đã được trao cho Chúa. Và Chúa nói rằng vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Hãy để ý kỹ câu đó. Chúa nói rằng tất cả uy quyền và quyền năng ở trên trời và dưới đất được trao cho Chúa rồi. Và rồi Chúa sai các môn đồ ra đi. Và dĩ nhiên ngày hôm nay chúng ta là môn đồ của Chúa, thì cái lời đó cũng dành cho chúng ta nữa. Tại sao Chúa nói rằng hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã được trao cho Chúa, rồi sau đó Chúa sai các môn đồ ra đi? Ngài muốn nói rằng các con đi ở trong thẩm quyền, ở trong quyền năng mà ta trao cho các ngươi. Các con không đi trong sự cô đơn. Các con không đi ở trong sự thiếu trang bị. Các con không đi ở trong sự yếu đuối, trong sự bất năng đâu. Ta đã trao cho các con rồi. Và với uy quyền đó, với quyền năng đó, các con sẽ chiến thắng ma quỷ.
Các con sẽ chiến thắng những thế lực gian ác. Và các con sẽ trở thành những cánh tay nối dài của ta để mở mang vương quốc của ta trên đất. Như vậy thì chúng ta vừa tin nơi uy quyền của Chúa mà cũng vừa tin nơi uy quyền của Cơ Đốc nhân, là uy quyền được Chúa trao cho. Đó mới là một đức tin trọn vẹn, một đức tin đầy đủ ở trong lĩnh vực này. Một ví dụ khác, có nhiều người tin nơi báp têm bằng nước nhưng lại không tin nơi báp têm bằng Thánh Linh, trong khi Kinh Thánh nói về cả hai. Kinh Thánh dạy về báp têm bằng nước và Kinh Thánh dạy về báp têm bằng Thánh Linh. Cả hai đều quan trọng đối với chúng ta. Cả hai đều cần cho chúng ta. Khi chúng ta mở miệng ra để tuyên xưng đức tin của chúng ta từ nơi đáy lòng của chúng ta, chúng ta đã chính thức trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha tội, chúng ta được cứu. Chúng ta được tái sinh. Chúng ta được ấn chứng bởi Thánh Linh. Nhưng mà điều đó không đủ cho chúng ta. Chúng ta chỉ mới được cứu thôi. Chúa dự bị cho chúng ta báp têm bằng Thánh Linh để làm gì? Để chúng ta không chỉ được cứu mà chúng ta còn được mạnh mẽ về tâm linh, về tâm hồn và về cả thân thể nữa, để chúng ta ra đi và kết quả cho Chúa. Chứ không phải chúng ta chỉ được cứu có cái tấm vé vào thiên đàng rồi chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta cứ đứng đó, chúng ta cứ nằm đó, chúng ta chờ cái ngày mà mình chết đi hay là cái ngày mà Chúa tái lâm. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó thì yếu đuối, bạc nhược, vô năng, vô quyền, kẻ thù nó tha hồ đến tấn công, tha hồ đánh đập, tha hồ giày vò, tha hồ hành hạ chúng ta. Chúng ta chỉ biết khóc hù hù, rồi đưa tay đỡ 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 cho kẻ thù nó đánh hoài. Không có chuyện đó. Chúa cho chúng ta cái tấm vé vào thiên đàng khi chúng ta tin nơi Chúa. Nhưng mà Chúa còn dự bị cho chúng ta những điều tuyệt vời nữa. Để ngay trong những ngày tháng chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta là những con người mạnh mẽ và đắc thắng. Đắc thắng ma quỷ, đắc thắng tất cả những cái nan đề trong cuộc sống chúng ta. Kinh Thánh dạy cả về báp têm bằng nước và báp têm bằng Thánh Linh. Và lời Chúa ở trong Công Vụ đoạn 1 câu 8 nói rất là rõ ràng. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Chúng ta tin Chúa, chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu không thì chưa đủ. Chúng ta nhận báp têm bằng nước không, chưa đủ. Chúng ta cần báp têm trong Thánh Linh, là cái món quà mà Cha đã hứa. Chúng ta nhận báp têm trong Thánh Linh để làm gì? Để chúng ta được đầy dẫy chính Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh thì không còn chỗ cho xác thịt nữa, không còn chỗ cho những cái tư tưởng gian ác tội lỗi nữa. Đó là cách mà chúng ta có thể hoàn thành được cái quá trình thánh hóa một cách tốt đẹp. Đó là cách mà chúng ta được trang bị sức mạnh để chiến thắng những kẻ thù vô hình của chúng ta, cũng như là những thế lực gian ác đang ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Có những người họ tin nơi bông trái Thánh Linh nhưng lại không tin nơi ân tứ Thánh Linh. Họ nói rằng ngày hôm nay thì các ân tứ không còn nữa. Có người thì nói rằng tôi chỉ cần bông trái Thánh Linh thôi, tôi sống tốt là được rồi, chứ tôi không có cần ân tứ gì hết. Chúng ta biết rằng ở trong thư Côrintô thứ nhất chương 12 đã giới thiệu với chúng ta về 9 ân tứ Thánh Linh, được chia làm 3 nhóm. Ngày hôm nay chúng ta có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm ân tứ Thánh Linh thứ nhất là những ân tứ về lời nói, thì có ân tứ nói các thứ tiếng lạ, ân tứ thông giải tiếng lạ,
và ân tứ lời tiên tri. Nhóm ân tứ mặc khải gồm có ân tứ phân biệt các linh, ân tứ lời tri thức và ân tứ lời khôn ngoan. Và nhóm ân tứ quyền năng gồm có ân tứ đức tin, ân tứ chữa các tật bệnh và ân tứ làm các phép lạ. Chín ân tứ. Kinh Thánh nói rất là rõ ràng. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta không cần ân tứ, hay là các ân tứ đã biến mất ở trong thời đại này. Không hề có. Chỉ có những người giải kinh sai, những người hiểu chưa tới thôi. Để tôi nói cho anh chị em nghe điều này. Kinh Thánh không hề nói rằng trong thời đại này các ân tứ đã biến mất. Và Kinh Thánh không hề nói rằng chúng ta chỉ cần bông trái mà không cần ân tứ. Trái lại, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta phải có một đời sống với đầy đủ cả bông trái lẫn ân tứ Thánh Linh. Lời Chúa kêu gọi chúng ta hãy khao khát những ân tứ Thánh Linh. Hãy ao ước để sở hữu những ân tứ Thánh Linh. Chúng ta sống yêu thương, tốt. Chúng ta có sự bình an, tốt. Chúng ta vui mừng, tốt. Chúng ta khiêm nhu, chúng ta tiết độ, vân vân. Tất cả những điều đó là tốt. Đó là một phẩm cách tốt đẹp. Nhưng chúng ta cũng cần phải có năng lực. Chúng ta cũng cần phải có cái sức mạnh thuộc linh. Và thậm chí cả sức mạnh thuộc thể nữa. Để chúng ta xử lý những công việc khác nhau một cách hiệu quả. Và để chúng ta có thể đánh đuổi những thế lực ma quỷ một cách hiệu quả. Hãy nghe tôi nói. Nếu anh chị em chỉ đơn giản là một người tốt, nhưng anh chị em không có sức mạnh để bảo vệ những người thân yêu của mình, anh chị em không có năng lực, không có những cái công cụ lao động, thì anh chị em sẽ không thể nào làm tốt những cái công việc mà anh chị em đã đảm nhận trong cuộc đời này được. Tôi nói ví dụ, một cái người làm thợ xây thì họ không thể dùng cái đôi tay trần của họ làm tất cả những công việc xây cất được. Ở trong cái quá trình xây cất đó, chúng ta thấy cần rất là nhiều công cụ. Chúng ta cần cái bay, chúng ta cần cái bàn chà, chúng ta cần cái thước đo, chúng ta cần những cái dây để mà canh cái độ cân bằng, hoặc là ngày hôm nay có những cái thiết bị hiện đại hơn. Rồi chúng ta cần cái xẻng, tôi đang nói từ những cái thô sơ nhất cho đến những cái hiện đại ngày hôm nay, để trộn hồ, vân vân. Ngày hôm nay thì người ta có máy trộn hồ, máy trộn bê tông, không cần phải dùng những cái xẻng thô sơ đó nữa. Người ta dùng máy móc, rồi muốn đào những cái hố để mà đóng cọc xuống, thì không thể dùng cái đôi tay trần được. Người ta có những cái sáng cạp, để mà người ta sắn vào những cái lớp đất, rồi người ta đổ đất đó lên, rồi sau đó người ta có thể đổ bê tông hay là đóng cọc gì đó xuống, vân vân. Người ta cần rất là nhiều những công cụ, rồi các loại máy móc, xe cộ, đủ thứ cái hết, để có thể hoàn tất việc xây cất một cái tòa nhà. Như vậy thì chúng ta không thể nói rằng tôi chỉ cần một anh thợ xây có đạo đức là được. Ủa, thợ xây có đạo đức nhưng mà có bàn tay không làm được cái gì? Anh ta phải có công cụ chứ. Từ cái người thợ xây đến người phụ hồ đều phải có công cụ chứ. Tất cả những người trong công trình xây dựng đó đều phải có công cụ. Kể cả anh kiến trúc sư hay là anh kỹ sư đều phải có công cụ hết. Thì mới có thể làm tốt được công việc của họ. Như vậy thì những cái ân tứ Thánh Linh giống như là những cái công cụ. Anh chị em hiểu điều đó không? Những cái công cụ lao động. Khi mà chúng ta đối diện với một người bệnh tật ốm đau, chúng ta không thể cứ đứng đó và nói rằng tôi thương anh lắm, tôi thương chị lắm. Và cứ đứng đó, cứ an ủi, cứ khích lệ. Rồi cứ đứng đó nói, tôi có bông trái của sự bình an trong lòng của tôi. Mặc dù anh hay chị đang bệnh nan y, nhưng mà lòng tôi thấy nó cứ bình an sao á. Tôi vẫn cứ vui bình thường. Lúc đó là thấy bắt đầu vô duyên rồi đó.
cái người ta đang bệnh tật, người ta đang đau ốm, người ta thậm chí đang cận kề với sự chết. Cái điều mà người ta cần là gì? Là sự chữa lành. Anh chị em hiểu điều đó không? Lúc đó thật tuyệt vời biết bao nếu như chúng ta có được ân tứ chữa lành. Thật tuyệt vời biết bao nếu như chúng ta ý thức rằng mình là một người tin và mình có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để tống khứ bệnh tật ra khỏi một con người. Có bông trái là tốt. Có tình yêu thương là tốt. Có sự bình an là tốt. Có sự vui mừng là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không có các ân tứ Thánh Linh thì chúng ta sẽ không thể xử lý được những trường hợp như vậy. Hoặc là khi có trường hợp người bị quỷ nhập xảy ra trong hội thánh chúng ta làm gì? Tôi biết có những hội thánh mà nháo nhào lên, cuống cuồng lên, lo lắng sợ hãi khi có một người có biểu hiện tà linh. Thậm chí nó lên nó quậy luôn cái bục giảng luôn, nó phá luôn cái buổi thờ phượng đó luôn. Không ai làm gì được nó hết. Mọi người đều sợ hãi, không biết cách xử lý. Thứ nhất là không hiểu biết lẽ thật, thứ hai là không có ơn của Chúa trong lĩnh vực đó. Cho nên không biết cách xử lý con quỷ đó, và thế là nó làm cho hỏng bét luôn cái buổi thờ phượng đó. Và nếu cứ kéo dài như vậy thì không chỉ buổi thờ phượng đó mà buổi thờ phượng sau đó lại tiếp tục bị phá hỏng nữa. Và nhiều điều tồi tệ xảy ra. Nhưng mà khi có ai đó thật sự hiểu biết lẽ thật, có ai đó thật sự tin nơi uy quyền của Cơ Đốc nhân là uy quyền mà Chúa trao cho, nếu như có ai đó có ơn của Chúa đến và nhân danh Chúa Jesus Christ ra lệnh trục xuất con quỷ đó, thì vấn đề hoàn toàn có thể được giải quyết. Có nhiều người thậm chí là mục sư nhưng mà cứ quỳ mọp xuống: Chúa ơi xin thương xót hội thánh chúng con. Chúa ơi xin thương xót hội thánh của chúng con. Chúa ơi xin Chúa đuổi con quỷ này đi. Chúa ơi xin thương xót hội thánh chúng con. Quỷ nó không ra. Bởi vì đó không phải là cách mà Chúa dạy. Cho đến khi nào có một con người hiểu biết lẽ thật, có đức tin, và thậm chí có ơn của Chúa, có sự sức dầu của Chúa nữa, đứng lên, tiến tới và nói với con quỷ đó rằng: nhân danh Chúa Jesus Christ ta ra lệnh cho mày phải cút khỏi con người này, thì vấn đề hoàn toàn có thể được giải quyết. Có những hội thánh đã nháo nhào như vậy rồi người ta gọi điện thoại cho chúng tôi và chúng tôi hướng dẫn qua điện thoại, hướng dẫn cho họ để rồi họ cùng với chúng tôi xử lý con quỷ. Và thậm chí chỉ trong vòng 5 phút thôi, chúng tôi đã cùng nhau xử lý con quỷ đó một cách rất là nhẹ nhàng. Nó ra khỏi nạn nhân. Và trật tự ổn định trở lại với hội thánh. Anh chị em thấy chưa? Chúng ta cần bông trái Thánh Linh. Nhưng chúng ta cũng cần ân tứ Thánh Linh nữa. Bông trái Thánh Linh và ân tứ Thánh Linh ví như là hai cái cánh của một con chim ưng. Chim ưng không thể nào bay với một cánh được. Hãy tưởng tượng đi. Làm sao mà bay? Một cánh bị liệt hoặc là không có cánh còn lại, chỉ có đúng một cái cánh thôi, cứ đập 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 thế này, không thể bay được, cứ vòng 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 rồi nó sẽ rớt xuống đất. Anh chị em hiểu chưa? Chúng ta cần cả hai cánh. Một con chim ưng hay là chim đại bàng hay là bất cứ một loài chim nào cũng vậy, nó cần đôi cánh, cần hai cái cánh. Vậy thì bông trái Thánh Linh và ân tứ Thánh Linh chúng ta có thể hiểu giống như là hai cái cánh của một con chim đại bàng. Và một Cơ Đốc nhân cần cả hai. Đừng có ai nói rằng tôi chỉ cần bông trái mà không cần ân tứ. Và cũng đừng có ai nói rằng tôi chỉ cần ân tứ mà không cần bông trái. Một Cơ Đốc nhân thật phải sống vừa có đạo đức, vừa có năng lực. Giống như người ngoài đời họ nói rằng vừa có đức mà vừa phải có tài. Một cái con người thật sự có giá trị phải có cả hai thứ đó. Cái người có đức mà không có tài cũng không ổn. Có tài mà không có đức cũng không ổn. Cần phải có cả hai, vừa đức và vừa tài. Nếu chưa có thì phải phấn đấu để có. Nếu chúng ta thật sự đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Chúa muốn dự bị cho chúng ta cả hai, cả bông trái và cả ân tứ. Điều quan trọng là chúng ta có tin hay không. Nếu chúng ta tin, hãy tiếp nhận, hãy khao khát, hãy cầu xin Chúa.
Và khi Ngài nhìn thấy chúng ta cầu xin với một động cơ đúng đắn, với một mục đích đúng đắn, với đức tin nghiêm túc, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng mình có bông trái Thánh Linh, và rồi mình cũng có ơn thứ Thánh Linh nữa. Mình trở nên một con người sống quân bình và sống ích lợi. Amen, hallelujah. Rồi có những người thì họ nói rằng họ chỉ tin nơi sự cứu rỗi, nhưng lại không tin nơi sự chữa lành thân thể một cách siêu nhiên. Một lần nọ ở tại tiểu bang Ohio, tôi giảng cho một nhóm người ngoại quốc. Và khi kết thúc sứ điệp của mình, thì như thường lệ tôi phục vụ những bệnh nhân. Hầu hết các bệnh nhân đều tiến lên, và hầu hết đều được chữa lành ngay tại chỗ. Tuy nhiên có một người phụ nữ Đài Loan, đầu trọc lóc, nhất định không chịu tiến lên. Trong khi đó tôi được nghe những người khác nói rằng bà ấy là một người bị bệnh ung thư, và sở dĩ đầu của bà ta trọc lóc là vì bà ta đã phải trải qua nhiều lần hóa trị, cho nên tóc rụng hết. Tôi lấy làm lạ, bởi vì tại sao người này bị ung thư mà không chịu tiến lên để được chữa lành. Thì tôi chủ động đến và nói chuyện với bà. Và khi tôi hỏi tại sao bà không tiến lên để được cầu nguyện và công bố sự chữa lành, thì bà ta nói như thế này: đối với tôi, sự cứu rỗi mới là quan trọng. Tôi đã tin Chúa Giê-xu và tôi đã được cứu. Điều đó là quá đủ cho tôi. Tôi không cần sự chữa lành. Lòng của tôi rất là bình an và vui thỏa trong tình trạng bệnh tật như thế này. Và tôi sẵn sàng để về với Chúa bất cứ lúc nào. Nghe có vẻ hay đấy. Nghe có vẻ đúng đắn đấy. Nhưng nếu chúng ta thật sự đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ biết rằng đây là một sự lừa dối của ma quỷ. Tôi không biết bà ta bình an cái kiểu gì, khi mà trong suốt những năm tháng bà ta bị ung thư như vậy, tiền bạc ở trong gia đình của bà ta lần lượt đội nón ra đi để phục vụ cho cái việc điều trị. Rồi hết người thân này cho đến người thân nọ phải bỏ công ăn việc làm để chăm sóc bà ta. Hết chăm sóc ở nhà, rồi đến chăm sóc trong bệnh viện. Chỉ một mình bà ta bị bệnh trong nhà thôi, mà gây ảnh hưởng cho biết bao nhiêu người trong nhà, và nó đã tạo ra một cái sự trói buộc, làm cho mọi người không còn cái sự tự do nữa. Nó gây ra những sự thiệt hại rất là nhiều. Sự thiệt hại về công việc, về tiền bạc, đủ thứ hết. Tôi không biết bình an và vui thỏa cái kiểu gì khi mà bản thân mình trở thành gánh nặng cho người khác. Đương nhiên những người thân của chúng ta yêu thương chúng ta, sẵn sàng tự nguyện chăm sóc chúng ta. Thậm chí họ không bao giờ phàn nàn, không oán trách, không nói nặng, nói nhẹ gì chúng ta cả. Nhưng mà rõ ràng ở trong thâm tâm của họ, họ cảm biết một gánh nặng. Đúng không? Họ muốn cái gánh nặng này được cất bỏ đi càng sớm càng tốt. Họ muốn nhìn thấy người thân của họ được chữa lành, để rồi người thân đó có thể sống cuộc đời khỏe mạnh, và họ không còn bị trói buộc vào trong cái bệnh tật của người thân của họ nữa. Bà ta bị lừa dối, bởi vì bà ta đã nhận được một sự dạy dỗ sai trật. Tôi biết có rất là nhiều người đứng trên bục giảng và dạy những sự dạy dỗ sai trật như vậy, và làm cho nhiều người cảm thấy rằng họ không cần sự chữa lành. Đối với họ là tin Chúa được cứu là đủ, và họ không cần gì thêm nữa. Và có một sự bình an giả tạo. Sự bình an đó nó được hình thành trong một sự thiếu hiểu biết. Tôi dùng lời Chúa để giải thích cho bà hiểu. Và cảm ơn Chúa, cuối cùng bà ấy đã hiểu. Và anh chị em biết bà ta đã nói gì không? Bà ta nói rằng: thưa mục sư, bây giờ xin hãy đặt tay và cầu nguyện cho tôi được lành. Tôi rất là vui vì bà ta đã nói như vậy. Lẽ thật đã đến với bà ta. Bà ta đã tiếp nhận, bà ta đã tin, và bà ta được phóng thích, không còn bị lừa dối, không còn bị trói buộc nữa. Và tôi đặt tay
trên bà ta và tôi công bố sự chữa lành trong danh Chúa Jesus Christ. Tôi công bố với đức tin xác quyết của mình. Rồi sau đó tôi rời khỏi Mỹ trở về Việt Nam. Khoảng một tuần lễ sau, tôi nhận được thông tin từ một người anh của chúng tôi, là cái người mà đã đứng ra để tổ chức cái buổi nhóm đó. Người đó đã cho tôi một cái tin tức thật là tuyệt vời. Nói rằng, Mục Sư có biết không, cái người đàn bà Đài Loan bị ung thư đó đi đến bệnh viện và được bác sĩ xét nghiệm lại. Và bác sĩ nói rằng bà không còn ung thư nữa, được chữa lành hoàn toàn. Anh chị em thấy không, có nhiều người tin nơi sự cứu rỗi, nhưng lại không tin nơi sự chữa lành thân thể một cách siêu nhiên. Có đôi khi họ cũng muốn được chữa lành, nhưng mà lại chỉ đi tìm sự chữa lành của con người, và chỉ tin nơi sự chữa lành của con người. Họ không tin rằng có một sự chữa lành rất siêu nhiên. Kinh Thánh nói rằng, ấy là Ngài tha thứ mọi tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lời Chúa nhắc đi nhắc lại cho chúng ta biết rằng, bởi lằn roi của Chúa Giêsu, chúng ta, những người tin, được lành bệnh. Và Kinh Thánh đã kể cho chúng ta rất nhiều câu chuyện chữa lành. Ở trong chức vụ của Chúa Giêsu có quá nhiều câu chuyện về sự chữa lành. Ngài chữa lành trực tiếp cho họ, không thông qua bất cứ một phương tiện nào của loài người cả. Những con người mà bác sĩ bó tay, thầy thuốc bó tay, y học bó tay, chạy đến với Chúa với đức tin và lòng khao khát đều được chữa lành. Ở trong đó có một người đàn bà bị rong huyết 12 năm, là một người trước đây vốn giàu có, đã tốn hết tiền bạc của cải cho các bác sĩ và thầy thuốc, nhưng bệnh không khỏi mà lại càng ngày càng trầm trọng thêm. Và chính thầy thuốc Luca, hay là bác sĩ Luca, là một trong những người đã ghi lại câu chuyện về người đàn bà này như một cái cách để thừa nhận về sự yếu đuối, sự bất lực của chính mình cũng như của nền y học lúc bấy giờ, và để giới thiệu với tất cả mọi người bác sĩ số 1, bác sĩ vĩ đại, đó chính là bác sĩ Giêsu. Người đàn bà đó chỉ chạm vào gấu áo của Ngài với cái đức tin rằng ta chỉ cần chạm vào gấu áo của Ngài thôi cũng sẽ được lành. Và điều đó đã xảy ra đúng như bà tin. Ngay khi bà chạm đến gấu áo của Chúa Giêsu, có quyền năng ra từ Ngài và làm cho huyết ngưng lại ngay tức khắc. Cái chứng rong huyết ở trong 12 năm đã chấm dứt hoàn toàn. Người đàn bà được chữa lành hoàn toàn. Và sau đó, Chúa Giêsu đã nói với bà rằng, đức tin con đã chữa lành con. Hãy đi bình an. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng anh chị em là những người tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì cũng tin nơi sự chữa lành thân thể một cách siêu nhiên mà Ngài đã dự bị cho chúng ta được. Để cho đức tin của chúng ta được đầy trọn, và để cho phước hạnh của Chúa trên cuộc đời chúng ta được trọn vẹn. Điều tiếp theo mà chúng ta cùng học với nhau ở trong bài học này, đó là Chúa muốn chúng ta vừa hiểu biết Kinh Thánh, vừa hiểu biết quyền năng của Ngài. Chúng ta hãy mở ra ở trong Roma chương 1 câu 16. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Anh chị em thấy không? Sứ đồ Phaolô nói rằng, ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tin lành không chỉ là một mớ lý thuyết, không phải chỉ là một mớ lý thuyết của Kinh Thánh, mà tin lành chính là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, tất cả mọi đối tượng ở trong xã hội này, ở trong cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng nhau xem ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 5.
Vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Anh chị thấy chưa? Không chỉ bằng lời nói, không chỉ là một cái sự hiểu biết suông, mà bằng quyền năng. Và quyền năng đó đến từ đâu? Quyền năng đến từ chính Chúa Thánh Linh. Anh chị em ơi, ngày hôm nay có rất nhiều người chỉ hiểu biết Kinh Thánh một cách lý thuyết, chỉ có những sự hiểu biết suông mà thôi. Và tôi xin thưa với anh chị em rằng, sự hiểu biết là tốt, nhưng nó không đủ cho chúng ta. Chúng ta cần hiểu biết về chính quyền năng của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm quyền năng ấy trong cuộc đời của chúng ta, và thông qua cuộc đời của chúng ta đến với những cuộc đời khác. Sự hiểu biết nó có những cấp độ khác nhau. Đối với những cái cấp độ còn thấp thì nó chưa tạo nên một cái động lực ở trong đức tin. Chúng ta cần tiếp tục đọc Kinh Thánh. Chúng ta cần tiếp tục suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta cần tiếp tục nghe các tôi tớ thật của Chúa, những người được sức dầu, những người có sự hiểu biết, họ rao giảng. Cần đọc, cần nghe, cần suy gẫm. Và cứ tiếp tục làm như vậy, để cho lời Chúa thấm nhuần vào trong chúng ta. Và khi lời Chúa thật sự thấm nhuần vào trong chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ thấy có một đức tin lớn, một đức tin mạnh mẽ, nó được sản sinh ra. Và khi đức tin mạnh mẽ, đức tin lớn được sản sinh ra, thì chúng ta rất là dễ dàng kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Quyền năng trong mọi lĩnh vực, không chỉ là trong một lĩnh vực, hai lĩnh vực, ba lĩnh vực, mà trong mọi lĩnh vực. Anh chị em ơi, chúng ta cần phải vừa hiểu biết Kinh Thánh mà vừa hiểu biết quyền năng của Ngài. Chúng ta cần phải có một cái sự cân bằng cả về lời và linh. Giống như nhiều tôi tớ của Chúa nói như thế. Có nghĩa là gì? Chúng ta hiểu biết lời của Chúa. Và chúng ta cũng hiểu biết về quyền năng của Thánh Linh. Hiểu biết về sự dẫn dắt đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh. Và được trải nghiệm quyền năng ấy trong cuộc đời của chúng ta. Đó là lý do vì sao mà Kinh Thánh kêu gọi chúng ta, khuyên dục chúng ta rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. Và khi càng bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta lại càng hiểu Kinh Thánh. Hai điều này phải được hòa quyện vào nhau và không thể tách rời được. Phải có sự hiểu biết Kinh Thánh và hiểu biết quyền năng của Chúa nữa. Và hai cái đó sẽ làm cho mọi điều tốt đẹp gia tăng trong cuộc đời của chúng ta. Hiểu biết Kinh Thánh dẫn đến đức tin. Và từ đó mà chúng ta có thể hiểu biết được quyền năng của Chúa. Và càng hiểu biết quyền năng của Chúa, nhận được những sự mặc khải bày tỏ của Chúa, thì chúng ta lại càng hiểu biết Kinh Thánh sâu sắc và rộng rãi hơn nữa. Chúng ta không chỉ hiểu sâu mà hiểu rộng nữa. Không chỉ hiểu sâu về một vấn đề mà hiểu rộng về nhiều vấn đề nữa. Và càng hiểu nhiều ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì đức tin trong các lĩnh vực khác nhau được hình thành và được lớn lên mạnh mẽ. Và nhờ đức tin của chúng ta được hình thành và lớn lên và mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác nhau mà chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong các lĩnh vực khác nhau. Tôi hy vọng anh chị em hiểu điều tôi nói. Cuộc sống của một con người có rất là nhiều lĩnh vực. Chúng ta có lĩnh vực sức khỏe. Chúng ta có những lĩnh vực thuộc về tâm linh, thuộc về tâm hồn. Những lĩnh vực ở trong xã hội, văn hóa, rồi giáo dục, rồi truyền thông, rồi kinh tế, đủ thứ hết. Nếu mà tôi kể ra thì không có đủ thời giờ để mà kể. Nói tóm lại, ở trong cuộc đời một con người có rất là nhiều lĩnh vực. Và trong mỗi một lĩnh vực đó,
chúng ta đều cần sự hiểu biết Đức Chúa Trời và hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhờ sự hiểu biết một cách quân bình như vậy, một cách đầy đủ như vậy, mà chúng ta sẽ bắt đầu chuyển bại thành thắng trong từng lĩnh vực. Trước đây khi chúng ta chưa hiểu, chúng ta đã làm sai tất cả. Chúng ta thất bại, chúng ta te tua, chúng ta tơi tả. Nhưng khi lời Chúa đến với chúng ta bắt đầu hiểu được các lẽ thật kinh thánh. Và rồi chúng ta tin quyền năng của Chúa bắt đầu thi hành. Chúng ta bắt đầu hiểu được quyền năng ấy, chúng ta trải nghiệm quyền năng ấy. Và chúng ta bắt đầu thấy mình thành công, mình không còn thất bại nữa. Ngày xưa mình bị thua te tua tơi tả, thì bây giờ mình chiến thắng. Mình chiến thắng khải hoàn, lần lượt từng lĩnh vực một. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng, Chúa muốn chúng ta vừa hiểu biết Kinh Thánh, vừa hiểu biết quyền năng của Ngài. Một đời sống cơ đốc nhân quân bình là một đời sống như vậy đó. Đừng chỉ hiểu biết suông về mặt lý thuyết. Hãy để cho mình có cơ hội được trải nghiệm quyền năng của Chúa. Hãy đọc lời Chúa thật là nhiều. Hãy lắng nghe sự rao giảng của những tôi tớ thật, những tôi tớ Chúa được sức dầu, những con người có sự hiểu biết uyên thâm, những con người mà có những bông trái, những kết quả tốt lành ở trong đời sống và chức vụ của họ. Hãy suy gẫm thật kỹ, hãy tin, hãy hành động theo đức tin, và anh chị em sẽ thấy quyền năng của Chúa được thể hiện ra. Và quyền năng ấy sẽ dẫn anh chị em vào mọi nẻo của sự kỳ diệu. Và nó trở thành một động lực để khích lệ anh chị em tiếp tục quay lại đọc Kinh Thánh. Để tiếp tục nghe các tôi tớ của Chúa, những người thật của Chúa, những người của Đức Chúa Trời rao giảng. Tiếp tục suy gẫm lời Chúa. Tiếp tục tin và tiếp tục kinh nghiệm phép lạ. Đó là một cái vòng tuần hoàn tuyệt diệu. Thật là phước hạnh thay cho những ai đang ở trong cái vòng tuần hoàn đó. Và thật là khốn khổ thay cho những ai đang ở ngoài cái vòng tuần hoàn đó. Bởi vì cuộc sống chúng ta sẽ rất là mong manh. Mọi thứ sẽ rất mong manh. Và chúng ta sẽ thường kinh nghiệm thất bại nhiều hơn là thành công. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái sự thua trận nhiều hơn là đắc thắng. Chúng ta sẽ phải chìm ngập trong tội lỗi nhiều hơn là sống một đời sống thánh khiết. Nếu anh chị em, nếu quý vị chưa ở trong cái vòng tuần hoàn tuyệt diệu đó, hãy thú nhận trước mặt Chúa. Hãy kêu cầu Ngài. Hãy thật sự xin Ngài với tấm lòng thành. Và chắc chắn Ngài sẽ không để cho anh chị em phải thất vọng đâu. Ngài sẽ giúp anh chị em. Ngài sẽ đưa anh chị em vào cái quỹ đạo tuyệt vời đó. Và anh chị em sẽ nói rằng, giá như tôi biết điều này sớm hơn. Cảm ơn Chúa. Điều tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở trong buổi tối hôm nay, đó là sự sống lại là điều chắc chắn. Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Chúng ta cùng mở Xuất Ai Cập Ký hay là Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3 câu 6. Rồi Ngài lại phán: Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Chúa Giê-xu đã trích dẫn phần Kinh Thánh này ở trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Anh chị em mở ra lại Matthew chương 22 lúc nãy. Từ câu 31, Chúa Giê-xu nói: Còn về sự sống lại của người chết, các ngươi chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Chúa Giê-xu đã trích dẫn Xuất Ai Cập Ký chương 3 câu 6 để nói với những người Sa-đu-xê. Ngài biết tổng rằng những người Sa-đu-xê này chỉ tin vào ngũ kinh. Và bây giờ, Chúa Giê-xu đang chỉ cho họ thấy cái sự ngu dốt, cái sự thiếu hiểu biết, cái sự vô tín của họ. Và đồng thời, đây cũng là cách
mà Chúa Giêsu chỉ cho cả những người Pharisee và những cái người thuộc phe phái của họ thấy được cái sự ngu dốt của họ. Bởi vì những người Pharisee thường xuyên bị những người Sadducee thách thức. Thách thức cái gì? Thách thức là bây giờ các ông có thể dùng ngũ kinh để mà chứng minh với chúng tôi về cái sự sống lại được không? Để chứng minh cho chúng tôi biết rằng có sự sống lại. Nhưng mà mấy người Pharisee đó, họ không có chứng minh được. Bây giờ Chúa Giêsu đang dùng chính cái phần kinh thánh mà những người Sadducee này tin và để chỉ cho họ thấy những điều mà họ đã từng đọc nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy lẽ thật trong đó. Tại sao? Bởi vì đọc với lòng vô tín, đọc với lòng nghi ngờ, đọc mà không có tấm lòng khao khát tìm kiếm chân lý, đọc chỉ để mà đọc, đọc lấy lệ. Có rất là nhiều người ngày hôm nay cũng như vậy đó. Đọc nhưng mà không khao khát chân lý. Đọc mà không có cái thái độ khiêm nhường hạ mình để được Chúa dạy dỗ. Đọc mà luôn luôn nghĩ là mình khôn lắm. Và thậm chí, mặc dù không nói ra nhưng mà cái cách biểu hiện làm cho người ta có cảm tưởng như người đó còn khôn hơn cả Đức Chúa Trời nữa. Cho nên họ chẳng hiểu gì cả. Và cứ tiếp tục sai lạc. Bây giờ Chúa Giêsu đang dùng chính cái phần kinh thánh mà họ cho rằng có thể tin được đó để lý giải cho họ, để giúp họ hiểu được cái điều mà bấy lâu nay họ không hiểu. Ngài đã trích dẫn xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 6 và Ngài đã nói rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Điều đó có nghĩa gì? Làm sao mà cái phần kinh thánh đó có thể chứng minh rằng có sự sống lại được? Không có cái cụm từ sự sống lại ở trong phần kinh thánh đó. Nếu chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không cách gì để hiểu được. Và không có cách gì để chúng ta hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu lại dẫn phần kinh thánh này có liên quan gì đâu. Hoàn toàn có liên quan. Cái câu kinh thánh xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 6 đã được ghi lại trong một cái thời điểm mà Abraham, Isaac và Jacob đã chết từ lâu rồi. Và hãy để ý đến cái thì của câu kinh thánh này. Câu kinh thánh này không nói rằng ta đã là Đức Chúa Trời của Abraham, đã là Đức Chúa Trời của Isaac và đã là Đức Chúa Trời của Jacob. Mà ở đây dùng thì hiện tại đơn. Khi người ta dịch ra tiếng Anh, người ta đã thể hiện nó dưới hình thức là thì hiện tại đơn, simple present. Ở thì hiện tại. Và sau khi Chúa Giêsu trích dẫn cái câu này, thì Ngài mới nói như thế này. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Ngài muốn nói rằng, ngay bây giờ, Abraham, Isaac và Jacob đang là những con người sống, chứ không phải là những con người chết. Hãy để ý cái cụm từ này. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Điều này có nghĩa gì? Chúa đang muốn nói đến đức tin của từng con người đó đối với Ngài. Chúa đang muốn nói đến cái mối quan hệ cá nhân của từng con người đó đối với Ngài. Họ không phải là những người mà dựa vào đức tin của người khác, nhưng mà họ có đức tin nơi chính Chúa. Họ có một mối quan hệ cá nhân với chính Ngài. Và đó là lý do vì sao Chúa nói rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Một lần nữa tôi nhắc anh chị em rằng Ngài không nói ta đã là Đức Chúa Trời của họ. Nhưng mà Ngài nói ngay bây giờ ta là Đức Chúa Trời của họ.
Lời của Chúa nói rất là rõ. Ngay bây giờ, ngay trong hiện tại đây, ta là Đức Chúa Trời của họ. Và Chúa Giê-xu khẳng định rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Điều đó có nghĩa là hiện giờ Abraham, Isaac và Jacob không phải là những con người đã chết, mà họ là những con người đang ở trong sự sống của Chúa. Hãy mở phần Kinh Thánh Matthew chương 17, câu 2, câu 3 ra. Anh chị em sẽ thấy Môi-se và Eli đã hiện ra với Chúa Giê-xu trước mặt ba môn đồ thân cận. Đó là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Trước sự kinh ngạc của họ, rõ ràng là Môi-se và Eli, một người là tiên tri vĩ đại của Chúa, một người là lãnh tụ vĩ đại của dân Do Thái, người mà Chúa đã sai phái ra đi để đưa dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Hai con người đó đã chết từ lâu, nhưng bây giờ hai con người đó đã hiện ra cùng với Chúa Giê-xu trước sự chứng kiến của Phi-e-rơ, của Giăng và của Gia-cơ. Rõ ràng Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của những Môi-se và của những Ê-li chết, mà là Đức Chúa Trời của Môi-se và Ê-li sống. Trở lại vấn đề lúc nãy, Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của Abraham chết, của Isaac chết, của Jacob chết, mà là của Abraham sống, của Isaac sống và của Jacob sống. Ở trong thực tế thì rất có thể cái phần mộ của họ đang nằm ở đâu đó trên đất. Rồi cái xác của Abraham, cái xác của Isaac, xác của Jacob nằm ở trong phần mộ đó, và thậm chí người ta có thể tìm thấy những cái hài cốt gì đó, vân vân. Nhưng anh chị em ơi, hãy đọc những phần Kinh Thánh tiếp theo, và rồi anh chị em sẽ thấy là vì sao mà Chúa nói rằng những cái con người đó là những con người sống chứ không phải là những con người chết. Chúng ta hãy đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước, có rất là nhiều phần Kinh Thánh để nói về sự sống lại. Hãy đọc Ê-sai chương 26 câu 19. Những người chết của Ngài sẽ sống, xác của họ sẽ trỗi dậy. Hỡi những kẻ ở trong bụi đất, hãy thức dậy và reo vui, vì xương móc của Ngài như xương móc rạng đông, và đất sẽ buông tha các âm hồn. Anh chị em thấy lời Chúa nói rất rõ ràng, những người chết của Ngài sẽ sống, xác của họ sẽ trỗi dậy. À, chúng ta quay trở lại với vấn đề, người Sa-đu-xê không tin rằng có sự sống lại. Và ở đây, Chúa Giê-xu đang chứng minh cho họ thấy rằng có sự sống lại. Như vậy thì, chúng ta biết chắc chắn rằng Abraham, Isaac và Jacob, những người tin nơi Ngài, sẽ sống lại. Chính mắt của những người tin, những người mà thật sự nắm chắc cái vé cứu rỗi, những người đó một ngày kia sẽ tận mắt nhìn thấy Môi-se, nhìn thấy Eli ở trong một cái thân thể phục sinh. Và hãy đọc với tôi ở trong Daniel chương 12, câu 2 và câu 13. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. À, như vậy, anh chị em để ý cái từ ngủ ở đây. Ở đây đang nói về những người chết, nhưng mà lại không dùng từ chết, mà lại dùng từ ngủ. Điều đó là một minh chứng rất là rõ ràng rằng có sự sống lại. Bởi vì ngủ thì phải thức dậy. Anh chị em hiểu điều đó không? Ngủ thì phải thức dậy. Cho nên qua những phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng từ trong Cựu Ước đã cho chúng ta một cái sự dạy dỗ rất là rõ ràng rằng có sự sống lại. Ngay trong cái phần Kinh Thánh mà những người Sa-đu-xê tin đó, thì ngay trong phần Kinh Thánh đó đã cho chúng ta thấy rằng có sự sống lại. Và Chúa Giê-xu đã trích dẫn và cho họ thấy rằng có sự sống lại. Đó là lý do vì sao Ngài nói rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là Đức Chúa Trời của người sống.
Chúng ta xem ở trong Tân Ước thì nhiều lắm. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 20. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Có nghĩa là Ngài là Đấng sống lại đầu tiên. Và rồi những người mà chết ở trong Chúa đó sẽ lần lượt sống lại. Chúng ta đọc tiếp luôn những câu tiếp theo nha. Hồi nãy mình đọc câu 20 rồi đọc luôn câu 21. Ví như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam, mọi người đều chết. Cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kinh Thánh chép rất là rõ ràng. Rồi, anh chị em xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 18. Thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã ngủ, để anh em không đau buồn như người khác không có hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người ngủ trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã ngủ. Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại, sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Vậy, anh em hãy dùng những lời này mà an ủi nhau. Một lần nữa, Kinh Thánh dùng từ ngủ. Có nghĩa là những người chết ở trong Chúa chỉ là những người họ đang ngủ thôi. Chứ không phải là họ chết luôn. Họ chỉ là những người đang ngủ, và ngủ thì có nghĩa là một lúc nào đó họ sẽ thức dậy. Rõ ràng, những phần Kinh Thánh này đã cho chúng ta một cái đức tin xác quyết về sự sống lại. Chúng ta hãy xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, từ câu 35 đến câu 44. Nhưng có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? Người khờ dại kia ơi, vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi thì không sống lại được. Còn vật anh gieo không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn. Mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Không phải mọi thể xác đều giống nhau. Thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác, cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất, thì cũng có thân thể thuộc linh. Có nhiều người hỏi rằng, người chết sống lại cách nào? Và cái phần Kinh Thánh này là một cái sự lý giải tuyệt vời. Một cái câu trả lời rất là tuyệt vời cho câu hỏi này. Và anh chị em xem ở trong Khải Huyền chương 1, từ câu 17 đến câu 18, lời Chúa chép như thế này. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo, đừng sợ, ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng, là đấng sống. Ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúng ta thấy không? Chúa của chúng ta là đấng có quyền ở trên sự sống và sự chết. Cho nên có nhiều người hỏi rằng, làm sao mà những người chết sống lại? Thứ nhất, Kinh Thánh dạy rằng có sự sống lại. Và thứ hai, Đức Chúa Trời có thẩm quyền và có quyền năng để khiến cho những người chết sống lại.
Và chỉ có một mình Ngài mới có thể làm được điều đó mà thôi. Ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 7 đã cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời nắng nên con người từ bụi đất, và rồi Ngài hà sinh khí vào trong lỗ mũi, thì con người đó trở nên một loài sinh linh, trở nên một con người sống động. Thì cũng đơn giản như vậy thôi. Đến cái lúc mà Ngài sẽ gọi những người ngủ ở trong Ngài thức dậy, hay là gọi những người chết ở trong Ngài sống lại, thì Ngài sẽ khiến cho thân thể của họ mà đã bị rã ra thành bụi đất đó, nó sẽ hội tụ trở lại bởi quyền năng của Ngài. Và rồi Ngài sẽ thở sự sống của Ngài vào, Ngài sẽ thở quyền năng của Ngài vào, và chắc chắn thì con người đó sẽ sống lại ở trong một thân thể phục sinh. Cái sự sống lại này nó tuyệt vời hơn rất là nhiều so với những cái sự sống lại, những phép lạ sống lại mà thỉnh thoảng chúng ta chứng kiến ở đâu đó trên thế giới. Bởi vì những cái sự sống lại kia chỉ là sống lại trong một cái thân thể bình thường, một thân thể vật lý. Nhưng mà khi chúng ta đối diện với cái sự sống lại mà Kinh Thánh đã nói, cái sự sống lại để rồi được cất lên không trung ở với Chúa mãi mãi đó, thì đó là một cái sự sống lại nó khác. Nó khác hoàn toàn so với sự sống lại mà thỉnh thoảng chúng ta chứng kiến. Bởi vì cái thân thể đó là thân thể phục sinh, một thân thể được biến hóa để có thể thích hợp với thiên đàng. Thân thể đó nó không giống như bất cứ một thân thể nào của chúng ta hiện tại cả. Thưa anh chị em, chúng ta biết là ở trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 38 đến câu 44 thì kể về phép lạ Chúa khiến cho Lazarơ từ trong phần mộ bước ra. Cái người đàn ông này đã chết 4 ngày và đã có mùi rồi. Nhưng mà khi Chúa bảo rằng hãy lăn cái hòn đá ra và Chúa gọi Lazarơ bước ra, thì người ta chứng kiến một cái phép lạ kỳ diệu. Con người đã chết 4 ngày và có mùi đó vẫn còn quấn vải liệm bước ra khỏi phần mộ. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông ta là một con người hoàn toàn sống động. Đối với tôi đó là trailer. Giống như tôi đã từng nói, những bộ phim mà người ta muốn trình chiếu ở trong rạp thì trước đó người ta giới thiệu bằng những cái trailer, những cái khúc phim ngắn sơ lược để giới thiệu. Thì chính cái phép lạ mà Chúa làm cho Lazarơ đó giống như một cái trailer để cho chúng ta thấy rằng sự sống lại trong cái kỳ định của Đức Chúa Trời dành cho những người thuộc về Ngài là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra, là một cái điều mà hoàn toàn có cơ sở để tin cậy. Ở trong Các Vua Nhì chương 4 từ câu 32 đến câu 37 thì kể lại câu chuyện về phép lạ mà tiên tri Elise đã làm. Ông ấy đã cầu nguyện và cuối cùng thì đứa con bị chết của người nữ Sunem đã sống lại. Rồi ở trong Các Vua Nhì chương 13 câu 21 thì một câu chuyện ngoạn mục hơn nữa. Lúc bấy giờ thì Elise đã chết rồi. Ông chết lâu rồi. Và ở trong cái phần mộ của ông thì dường như chỉ còn lại những cái xương khô thôi. Một lần nọ thì người ta đang khiêng một cái người chết đi chôn, thì thấy quân giặc nó tiến đến và họ sợ quá, họ vội vàng họ ném cái xác chết đó vào trong phần mộ của Elise. Và khi cái xác đó vừa chạm đến những cái xương của Elise thì nó sống lại. Rồi ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy trong Công Vụ chương 9 câu 40 đến câu 41 ghi lại câu chuyện về việc Phi-a-rơ đã gọi Tabitha sống lại. Tabitha là một người phụ nữ rất là tốt bụng đã giúp đỡ cho rất là nhiều người trong lúc bà còn sống. Và khi bà chết đi, người ta báo cho Phi-a-rơ thì Phi-a-rơ đã cảm thương người phụ nữ này và ông đã
cậy uy quyền và quyền năng của Chúa để gọi Tabitha sống lại. Và Tabitha đã sống lại. Tất cả những cái câu chuyện này thì giống như những cái trailer, như là một cái sự giới thiệu để chúng ta biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ chứng kiến một cái phép lạ sống lại tập thể vĩ đại. Những người mà đã chết ở trong Chúa, không biết chết từ bao giờ, thuộc các thế đại khác nhau, sẽ được sống lại. Và những người còn đang sống cũng như những người chết sống lại, tất cả sẽ đều được biến hóa, có một cái thân thể phục sinh, một cái thân thể được biến hóa một cách siêu nhiên và được cất lên không trung với Chúa và ở với Chúa mãi mãi. Kinh Thánh chép như vậy. Và chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh Matthew, trong bài học của chúng ta ngày hôm nay đó, thì những người Sadduce đó họ nói rằng nếu mà có cái sự sống lại đó, thì khi sống lại, người đàn bà kia sẽ làm vợ của ai trong số 7 anh em kia? Họ hỏi một cái câu hỏi với mục đích là để móc họng và để chế giễu vào niềm tin nơi sự sống lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói rất là rõ ràng, các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Chúa không có nói rằng những người tin nơi Chúa sống lại và trở thành thiên sứ. Không phải. Chúng ta cao cấp hơn thiên sứ. Thiên sứ chỉ là các thần hầu việc thôi, phục vụ Đức Chúa Trời. Các thiên sứ phục vụ Đức Chúa Trời. Và các thiên sứ được Đức Chúa Trời sai phái để phục vụ chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để giúp đỡ chúng ta. Khi mà những người chết trong Chúa được sống lại, thì họ sẽ không trở thành các thiên sứ, mà họ sẽ trở nên giống như các thiên sứ, có nghĩa là họ trở nên siêu nhiên giống như vậy đó. Họ trở nên sáng láng giống như vậy đó. Họ trở nên những vị thần rất là tuyệt vời, thưa anh chị em. Bởi vì cha của chúng ta là vị thần vĩ đại, cho nên chúng ta sẽ trở nên những vị thần ở trong vương quốc của Ngài. Và chúng ta sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng, một cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Cái cuộc sống đời sau là sự sống vĩnh hằng, nó không còn sự chết nữa. Cho nên cái việc cưới gả, sinh con, đẻ cái để nối dõi là điều không còn cần thiết nữa. Anh chị hiểu không? Một trong những cái mục đích quan trọng khi người ta dựng vợ gả chồng, đó là để có một cái dòng dõi tiếp nối. Cho nên khi mà vợ chồng sống với nhau thì ai cũng muốn có con hết, và đặc biệt là có con trai để nối dõi. Nhưng khi bước vào cuộc sống đời sau là sự sống vĩnh hằng thì không còn sự chết nữa. Mà đã không còn sự chết nữa thì cái việc cưới gả, sinh con, đẻ cái để nối dõi là không còn cần thiết nữa. Và ở đây Chúa Giê-xu đã khẳng định luôn điều đó. Vì lúc sống lại người ta sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Cho nên đừng có ai ngồi đó mà suy nghĩ, ôi có những cái người mà họ đã từng lấy mấy chục bà vợ luôn. Ngày xưa họ chưa tin Chúa rồi họ lấy mấy chục bà vợ luôn. Rồi sau này họ đã tin Chúa rồi họ đã ăn năn về những cái tội lỗi của họ rồi. Rồi sau này nếu mà họ sống lại thì họ sẽ ở với bà nào? Theo cách của những người Sadduce, tôi xin thưa với anh chị em rằng không có ở với bà nào cả. Vì chính Chúa Giê-xu đã khẳng định rất là rõ ràng, vì lúc sống lại người ta sẽ không cưới vợ, cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy. Nó sẽ là một cái điều vô cùng kỳ diệu, và chúng ta không thể nào thể hiểu được hết sự kỳ diệu của cuộc sống ở trên thiên đàng. Bây giờ chúng ta còn đang ở trên trần gian này, với cái lý trí này, chúng ta sẽ không thể nào dùng cái lý trí này để tưởng tượng một cách trọn vẹn về những điều kỳ diệu ở trên thiên đàng đâu. Chúng ta chỉ đơn giản là đọc những gì Kinh Thánh ghi lại, và chúng ta tin, tin nơi chính Chúa, tin nơi những gì mà Chúa nói rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng một ngày kia, tất cả những người tin nơi Chúa, những người đang còn sống khi mà Chúa trở lại, hoặc là những người đã chết từ lâu rồi
từ thế đại nào đó, hãy tin rằng tất cả đều sẽ được biến hóa. Tất cả đều sẽ mặc lấy thân thể vinh hiển và sẽ được Chúa đưa vào nơi vinh hiển của Chúa. Và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Ở đó không còn khóc lóc, không còn khổ đau, không còn bệnh tật. Ở đó không còn chiến tranh. Ở đó không còn sự lừa dối gạt gẫm. Ở đó không còn sự bất công nữa. Đó là nơi tuyệt vời đến nỗi chúng ta không có cách gì mà tưởng tượng được. Nó vượt quá trí hiểu của chúng ta, nó vượt quá đầu óc hạn hẹp của chúng ta. Chỉ đơn giản là chúng ta tin rằng Ngài đã dự bị thiên đàng cho chúng ta. Ngài đã dự bị cho chúng ta một cõi vĩnh hằng, là nơi mà chúng ta sẽ được hưởng phước hạnh mãi mãi trong sự hiện diện đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh chị em và tất cả quý vị vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau giờ Việt Nam trên Facebook Phạm Thiên Ân. Chúa ban phước cho mọi người. Amen.